Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, Việt Nam chúng ta trải qua giai đoạn phong kiến với nhiều triều đại. Từ Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Trịnh và Nguyễn. Trong đó, thời kỳ nhà Trần là thời kỳ được lưu danh trong sử sách với nhiều chiến công hiển hách. Trong video của ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử sẽ giới thiệu tới các bạn khái quát sự hình thành và phát triển của triều Trần trong lịch sử Việt Nam. Sự thành lập. Vào năm 1224, Lý Huệ Tông không có con trai nên ông phải lập Chiêu Hoàng làm hoàng thái nữ để sau này truyền ngôi. Đến năm 1225, họ Trần gần như nắm mọi quyền hành trong triều chính. Khi đó, con của thái úy Trần Thừa là Trần Cảnh, lúc đó mới 8 tuổi, được đưa vào hầu Lý Chiêu Hoàng. Hai người chạc tuổi nhau nên thân thiết hay vui đùa. Trần Thủ Độ thấy như vậy đã tác hợp, dựng nền của hôn nhân giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Mục đích là để dần dần Chiêu Hoàng sẽ chuyển quyền lực sang cho chồng. Nói cách khác là ép Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Từ đây, sự nghiệp của nhà Lý kết thúc sau 216 năm. Lý Chiêu Hoàng chỉ làm vua trong có một năm, sau đó nàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần bắt đầu từ đó. Nhà Trần tồn tại 175 năm, trải qua 12 đời vua, đóng đô tại Thăng Long với quốc hiệu là Đại Việt. Nhà Trần qua các đời vua. 1. Vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh. Trần Thái Tông, tên thật là Trần Cảnh, trị vì từ năm 1225 đến năm 1258. Trần Cảnh sinh vào ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần 1218. Ông là con thứ của Trần Thừa và mẹ là bà họ Lê. Trần Cảnh được sinh ra ở thời Lý, quê ở làng Tức Mặc, Thiên Trường. Khi Trần Cảnh lên 7 tuổi thì được chú của mình là Trần Thủ Độ đưa vào cung để hầu hạ Lý Chiêu Hoàng. Cuối năm 1225, đầu năm 1226, Trần Thủ Độ do thấy Lý Chiêu Hoàng thân thiết với Trần Cảnh đã lấy cớ đó cho hai người cưới nhau, sau đó tìm cách để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, lấy hiệu là Hoàng đế Trần Thái Tông. Ngay sau khi lên ngôi, thì cha của Trần Cảnh là Trần Thừa trở thành Thái Thượng Hoàng. Trần Thủ Độ được phong làm Thái Sư. Về phần Lý Chiêu Hoàng thì phong là Chiêu Thánh Hoàng hậu. Nhưng sau đó, Trần Thủ Độ đã ép phế Chiêu Thánh xuống làm công chúa. Đến năm 1237, khi mà thấy Lý Chiêu Hoàng không có con, Trần Thủ Độ đã ép Trần Cảnh bỏ Lý Chiêu Hoàng để lấy chị dâu của mình là công chúa Thuận Thiên, vợ của Trần Liễu, anh trai của Trần Cảnh. Khi đó, Thuận Thiên công chúa đã có thai 3 tháng. Thấy vậy, anh trai của Trần Cảnh là Trần Liễu tức giận đem quân ra sông Cái làm loạn. Còn Trần Cảnh thì bỏ trốn lên chùa Phù Vân, núi Yên Tử, Quảng Ninh để phản đối. Sau một thời gian, vì các quan nói xa giá ở đâu là triều đình ở đó, nên tính toán xây dựng cung điện ở Quảng Ninh. Thấy vậy, vua mới quyết về kinh đô. Trần Liễu làm loạn được vài tuần thì cũng nguôi, chèo thuyền đến chỗ em trai xin hòa. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau khóc. Nghe vậy, Trần Thủ Độ đến rút gươm định chém Trần Liễu, nhưng Trần Cảnh đã lấy thân mình che chắn. Sau đó, Trần Cảnh phong cho anh là Yên Sinh Vương. Trần Thái Tông, Trần Cảnh được các sử gia phong kiến dành cho nhiều lời khen. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi: vua khoan nhân đại độ, có lượng đế vương, cho nên có thể sáng nghiệp truyền dòng, lập kỷ dựng cương, chế độ nhà Trần thực to lớn vậy. Song quy hoạch việc nước đều là do Trần Thủ Độ làm, và trốn buồng the cũng có nhiều điều hổ thẹn. Ngô Sĩ Liên rất thẳng thắn và khách quan khi nhận xét về Trần Thái Tông. Nhà Trần dưới thời Trần Thái Tông, Trần Cảnh trải qua cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất năm 1258. Vào tháng 1 năm 1258, người chỉ huy 3 vạn quân Mông Nguyên tràn vào nước ta là Ngột Lương Hợp Thai. Quân Mông Cổ đi theo đường sông Thao để tiến xuống Bạch Hạc, Phú Thọ.
Tiếp đến, chúng tiến vào vùng Bình Lệ Nguyên ở Vĩnh Phúc. Nhưng đến đây, chúng bị chặn lại ở phòng tuyến được chuẩn bị sẵn do vua Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy. Trong trận Bình Lệ Nguyên này, thế giặc mạnh, quân nhà Trần gặp bất lợi nên đã xuôi theo dòng sông Cà Lồ mà rút về phía đông, rút từ thành Thăng Long lên về Thiên Trường ở Hà Nam để thực hiện kế sách vườn không nhà trống nhằm đối phó với thế mạnh ban đầu của giặc. Nhân dân ở Thăng Long được lệnh di tản trong một ngày. Sử dụng kế sách vườn không nhà trống là một trong những nghệ thuật quân sự độc đáo lúc bấy giờ. Trong thời đại không có các phương tiện truyền thông như bây giờ mà dân chúng có thể rút khỏi Thăng Long một cách nhanh chóng, lại có thể mang đi lương thực trong một thời gian ngắn. Chiếm được kinh đô, trái tim của một quốc gia chỉ trong một ngày, quân Mông Nguyên vào kinh thành Thăng Long trong cảnh tượng không một bóng người, cũng không có lương thực để duy trì, kho tàng trống rỗng. Chúng tức giận, lùng sục điên cuồng, tiến hành phá hoại kinh thành. Do quân ta chống trả quyết liệt và thiếu lương thực, nên chỉ chưa đầy một tháng, quân Mông Nguyên rơi vào tình thế khó khăn, lực lượng bị tiêu hao dần. Đến đêm ngày 28 tháng 1 năm 1258, vua Trần đã cùng với Thái tử Trần Thánh Tông cho quân bất ngờ đánh thẳng vào quân Mông Cổ. Vì quân Mông Cổ cho rằng nhà Trần đã kiệt quệ nên chủ quan không phòng thủ. Trận này, địch chịu tổn thất nặng, thua to tại Đông Bộ Đầu. Quân lính Mông Cổ thấy không thể giữ Thăng Long nên cùng nhau tháo chạy về Vân Nam. Trên đường chạy về, quân Mông Cổ vấp phải sự đón đánh của chủ trại là Hà Bổng, một thổ quan người Tày. Do sợ quân nhà Trần đuổi kịp nên trên đường rút chạy, quân Mông Cổ không dám dừng lại cướp bóc dân chúng. Vì điều này, nhân dân Đại Việt thường hay gọi quân Mông Cổ là giặc bụt. Quân Mông Cổ bị đánh tan, vua Trần cùng quan quân hồi kinh. Chiến thắng của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất ghi dấu công lao của vua Trần Thái Tông. Đến ngày 24 tháng 2 năm 1258, vua Trần Thái Tông đã quyết định nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng. Trần Thái Tông lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng coi việc nước. Đến ngày 1 tháng 4 năm Đinh Sửu, tức năm 1277, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông qua đời. Ông thọ 60 tuổi. Tổng thời gian trị vì của ông là 33 năm và làm Thái Thượng Hoàng 19 năm. 2. Vua Trần Thánh Tông, tức Trần Hoảng. Trần Thánh Tông sinh vào ngày 12 tháng 10 năm 1240, mất ngày 3 tháng 7 năm 1290. Tên thật là Trần Hoảng. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1258, vua Trần Thái Tông đã quyết định nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng. Ông là vị hoàng đế thứ hai của triều Trần. Trần Thánh Tông là con thứ hai, nhưng mà là con trưởng dòng đích của Trần Thái Tông. Mẹ ông chính là bà Thuận Thiên Hoàng hậu Lý Oanh, chính là con gái của vua Lý Huệ Tông. Lê Tắc từng nhận xét về Trần Thánh Tông rằng dáng người hòa nhã khôi ngô, có nhã lượng. Trong quyển Thánh Đăng Ngữ Lục cũng ghi Thánh Tông, bản chất hiền tài, toát ra ngoài sáng ngời, xử sự dứt khoát. Vua được nhận xét là một người thông kinh sử nho gia mà lại hiểu sâu cả giáo pháp Phật giáo. Từ năm 1258, khi còn là hoàng tử, Trần Hoàng đã cùng vua cha tham gia vào trận chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất. Chính hoàng tử khi đó đã cùng vua trực tiếp ra trận, cùng vua cha chỉ huy các trận đánh và cả việc cho người dân sơ tán khỏi thành Thăng Long. Khi ông lên ngôi hoàng đế, bầy tôi tặng tôn hiệu Hiến Thiên Thể Đạo Đại Minh Quang Hiếu Hoàng đế. Trong thời gian trị vì của mình, từ ngày 30 tháng 3 năm 1258 đến ngày 8 tháng 11 năm 1278, Trần Thánh Tông lấy niên hiệu là Thiệu Long và sau đó là Bảo Phủ. Vua Trần Thánh Tông là người đã thực hiện nhiều chính sách về hành chính, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao. Ông hết lòng chăm lo cho cuộc sống của người dân Đại Việt. Trong việc đối nội, vua khuyến khích khai khẩn đất hoang và mở mang điền trang thái ấp. Nhà vua đã sử dụng biện pháp triệu tập những người nghèo đói, những người lưu lạc do chiến tranh để giúp họ có cuộc sống ổn định. Để khuyến khích nhân dân học tập và nâng cao dân trí, nhà vua đã cho tổ chức các kỳ thi. Qua các kỳ thi, nhà vua chọn được những người tài để làm quan.
Chính vì vậy mà thời kỳ nhà Trần đã có rất nhiều tướng tài, những người học rộng, hiểu sâu, những người chăm chỉ học hành. Trong đó có Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Mạc Vĩnh Trì. Trong bối cảnh Trần Thánh Tông giữ mối quan hệ bang giao với Nam Tống, mặc dù khi đó nhà Tống đã suy yếu, vì Nam Tống suy yếu nên cũng rất thân thiện với Đại Việt. Khi các sứ giả nhà Trần sang cống nạp, nhà Tống cũng tặng lại Đại Việt những sản vật quý của nhà Tống. Một số quan lại có góp ý với vua, nhưng mục đích của nhà vua lúc này không đơn giản chỉ là bang giao, mà mục đích chính là để nắm bắt tình hình của phương Bắc. Đến khi nhà Nguyên đã chiếm được toàn bộ Trung Nguyên, nhà Tống thất bại phải rút về nơi hiểm yếu, thì Đại Việt không còn quan hệ với nhà Tống nữa. Một số người Tống đã sang nương nhờ Đại Việt vì không phục quân Nguyên. Với Chiêm Thành ở phía Nam, quan hệ giữa hai nước cũng khá tích cực. Sau vài lần quân Chiêm Thành quấy rối ở biên giới bị vua Trần dập tắt, từ năm 1252, họ đã chính thức thần phục Đại Việt. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi nhận rằng, trong những năm Thánh Tông làm vua, Chiêm Thành đã 6 lần cử sứ sang dâng cống vật. Năm 1262, 1265, 1266, 1267, 1269 và 1270. Đối với Nguyên Mông, sau khi quân Nguyên đánh đổ nhà Tống, chiếm toàn bộ Trung Quốc thì không bỏ tham vọng xâm chiếm Đại Việt. Nhưng để dồn sức đánh Nam Tống, nên quân Nguyên Mông tạm giữ hòa bình với Đại Việt. Sau khi Mông Nguyên chiếm được toàn bộ Trung Quốc, năm 1261, Trần Thánh Tông được vua Mông Cổ phong làm An Nam Quốc Vương, sau đó yêu cầu nhà Trần cống nạp nhiều thứ. Theo ghi chép thì Đại Việt phải cống nạp cho Mông Nguyên 3 năm một lần. Mỗi lần đều phải cống nho sĩ, thầy thuốc, thầy bói và thợ thuyền. Mỗi hạng 3 người cùng với sản vật như là sừng tê, ngà voi, đôi mồi, châu báu, thậm chí còn đòi lập quan trưởng ấp để theo dõi nước ta, tìm đường, tính kế sang xâm chiếm. Thế nhưng trong thời gian trị vì của mình, Trần Thánh Tông vẫn cống nạp đầy đủ nhưng theo kiểu có lệ, đặc biệt là không cống người. Chúng ta có thể thấy vua Trần Thánh Tông đã thực hiện những chính sách đối ngoại rất mềm dẻo và rất kiên quyết. Đồng thời với những chính sách đối nội đối ngoại trên thì nhà vua còn cho tập trung xây dựng quân sự, rèn luyện quân sĩ, tích trữ lương thực và vũ khí để chuẩn bị sẵn sàng trước âm mưu của quân Mông Nguyên với Đại Việt. Đến năm 1277, Thượng Hoàng Trần Thái Tông mất. Một năm sau là năm 1278, Trần Thánh Tông đã quyết định nhường ngôi cho con trai là Thái tử Trần Khâm, chính là Trần Nhân Tông, và ông lên làm Thái Thượng Hoàng. Bề tôi tôn ông với tôn hiệu là Quang Nghiêu Từ Hiếu Thái Thượng Hoàng Đế. Ông tiếp tục cùng với Trần Nhân Tông chăm lo triều chính. Vua Trần Thánh Tông trị vì được 20 năm và làm Thái Thượng Hoàng cùng Trần Nhân Tông được 12 năm, thì đến năm 1290, Thái Thượng Hoàng mất ở cung Nhâm Thọ. Ông hưởng thọ 51 tuổi. 3. Vua Trần Nhân Tông, tức Trần Khâm. Vua Trần Nhân Tông, tên thật là Trần Khâm. Ông sinh năm 1258. Trần Khâm chính là con trai đầu lòng của Trần Thánh Tông và bà Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu Trần Thị Thiều. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Trần Khâm ngay từ khi sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng. Khi còn nhỏ, vua cha và ông nội ông, tức là Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông, thường hay gọi ông là Kim Tiên Đồng Tử. Rất nhiều tài liệu miêu tả rằng Trần Khâm có nốt ruồi đen lớn như hạt đậu. Theo xem tướng thì sau này hoàng tử sẽ làm được việc lớn. Trong sách Thánh Đăng Ngữ Lục có ghi, bản chất ngài rất thông minh và hiếu học, có nhiều tài năng. Xem khắp hết các sách, thông suốt cả nội điển lẫn ngoại điển. Tuy nhiên, ông lại có chí hướng xuất gia theo Phật. Ông từng xin nhường ngôi thái tử cho Trần Đức Việp, nhưng vua cha không đồng ý. Ông ăn chay đến mức người gầy, nên Thượng Hoàng còn phải khóc can ngăn. Ta này già rồi, trông cậy một mình con. Nếu con làm như thế thì sự nghiệp của tổ tông sẽ ra sao? Thấy vậy, Trần Khâm mới chấp thuận. Trần Nhân Tông lên ngôi năm 1278. Khi ông lên ngôi, đất nước gặp muôn vàn khó khăn.
nền độc lập của nước nhà đang bị đe dọa. Khi đó ở phía Bắc, quân Mông Huyền đã đánh quân Nam Tống và đang có ý định quay lại xâm chiếm Đại Việt. Thấy Nhân Tông lên ngôi mà không xin phép Thiên Triều, nên Nhạc Nguyên đã cho người sang ép vua sang xin phép. Vua Trần tiếp đón sứ giả bấy giờ là Thượng Thư Bộ Lễ Sài Thung một cách chu đáo, nhưng nhất quyết không sang chầu. Đến năm 1279, Hốt Tất Liệt đã giam cầm Đình Toản để ép quốc kế cùng một phái bộ mới của Sài Thung sang Đại Việt nhằm dụ Đại Việt. Nhưng Trần Nhân Tông không nhân nhượng. Mặc dù bị Sài Thung dọa dẫm, ta có thể thấy trong đối ngoại, nhà vua luôn mềm dẻo nhưng cũng rất cứng rắn và kiên quyết. Đứng trước những đe dọa, ông đã có những chính sách phát triển kinh tế, chính trị để đảm bảo sự ổn định trong nước và đoàn kết dân tộc, giải quyết những khó khăn của nhân dân. Cũng giống như vua cha, ông rất quan tâm đến phát triển giáo dục. Ông trị vì nước nhà chỉ trong 14 năm mà Đại Việt phải trải qua 2 lần kháng chiến quân Mông Nguyên. Đế quốc phong kiến Mông Cổ lúc bấy giờ là hùng mạnh nhất thế giới, đến mức có câu, vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 2 năm 1285. Năm 1285, vua Nguyên đã cho Thoát Hoan cầm đầu tổng cộng 50 vạn quân Nguyên tiến vào nước ta, lại có thêm 100.000 quân của Toa Đô chỉ huy từ Chiêm Thành đánh sang Nghệ An. Đại Việt bị cô lập, bao vây từ cả hai phía Bắc và Nam. Quân Mông Nguyên đem theo rất nhiều tướng tài như Toa Đô, Ô Mã Nhi, Đường Ngột Đại, Phản Tiếp. Ngay từ trước khi quân Mông Nguyên vào nước ta, vua đã phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế. Trần Quốc Tuấn được giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ quân Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần hai này. Các vua Trần đã tổ chức hội nghị quân sự ở Bình Than và tháng 8 năm 1284, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tổ chức tập trận ở Đông Bộ Đầu để bàn về việc đánh giặc. Ngoài ra, các vua Trần còn tổ chức thêm hội nghị các bô lão Diên Hồng để hỏi ý kiến nhân dân. Từ hai hội nghị ấy, thấy được tinh thần đoàn kết của nhân dân một lòng, tin vào sự lãnh đạo của triều đình. Quân dân ta đã khắc lên tay hai chữ sát thát, nghĩa là giết giặc Nguyên. Dưới sự chỉ đạo tài giỏi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, chúng ta sử dụng kế sách vườn không nhà trống và đánh du kích. Quân ta để địch khốn khổ vì tiêu hao sinh lực và thiếu lương thực mới đánh. Quân dân nhà Trần đã giành chiến thắng trong các trận đánh lớn như Trương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp. Chỉ trong nửa năm, quân Mông Nguyên bị đánh tơi bời. Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán bị chém đầu tại trận, còn Thoát Hoan thì phải chui vào trong ống đồng chạy về nước mới có thể thoát chết. Ngày 6 tháng 6 năm 1285, quân và dân về lại kinh đô Thăng Long. Có công trong chiến thắng chống Mông Nguyên lần 2 có sự đóng góp lớn của các dân tộc ít người. Cuộc chiến đấu này thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc của toàn thể dân tộc Đại Việt bấy giờ. Đoàn kết là sức mạnh to lớn nhất. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 3 từ năm 1287 đến năm 1288. Sau khi đánh bại quân Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285, nhà Trần cho thả toàn bộ tù binh nhà Nguyên và Chiêm Thành về nước. Phía Hốt Tất Liệt, sau hai lần thất bại thảm hại, hắn rất căm giận. Cuối năm 1287, quân Nguyên tấn công Đại Việt lần 3 sau thời gian chuẩn bị kỹ càng. Cánh quân thứ nhất phía địch do Thoát Hoan chỉ huy ồ ạt tiến vào Lạng Sơn, Bắc Giang và chiếm đóng Vạn Kiếp. Cánh quân thứ hai do thủy quân của Ô Mã Nhi chỉ huy tiến vào nước ta theo hướng ngược sông Bạch Đằng để phối hợp cùng với Thoát Hoan. Phía nhà Trần vẫn do Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được vua giao nhiệm vụ chỉ huy binh lính. Dưới sự chỉ đạo tài giỏi ấy, toàn quân và dân ta tiếp tục dùng chiến tranh du kích, vườn không nhà trống để tiêu hao sinh lực địch. Quân dân nhà Trần làm nên nhiều chiến thắng vang dội, trong đó có chiến thắng tại Vân Đồn, đã tiêu diệt được thuyền lương của địch. Và chiến thắng Bạch Đằng, quân ta mai phục bằng cách đóng cọc và lợi dụng thủy triều rút để nhử địch. Máu địch loang đỏ cả khúc sông Bạch Đằng. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, quân dân Đại Việt đã bắt sống Ô Mã Nhi, tích lệ cơ ngọc, Phản Tiếp và hơn 400 thuyền giặc. Tướng Thoát Hoan thì khiếp đảm,
từ Vạn Kiếp theo đường bộ chạy trốn về nước. Một lần nữa, chiến thắng này đã thể hiện và khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc. Sau 14 năm trị vì, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai là Anh Tông. Ông lên làm Thái Thượng Hoàng rồi sau đó đi tu. Trần Nhân Tông chính là thủy tổ của phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đến năm 1308, Trần Nhân Tông qua đời tại am Ngọa Vân núi Yên Tử ở Đông Triều, Quảng Ninh ngày nay. Ông thọ 51 tuổi. Bốn, vua Trần Anh Tông, tức Trần Thuyên. Trần Anh Tông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1276, mất ngày 21 tháng 4 năm 1320. Tên thật là Trần Thuyên. Ông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Trần. Trần Thuyên chính là đích trưởng tử của vua Trần Nhân Tông. Mẫu thân của Trần Thuyên chính là con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu. Sau khi đánh bại quân Mông Nguyên lần 3, đến năm 1293, Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho Thái tử Thuyên, tức Hoàng đế Anh Tông. Ông lấy niên hiệu là Hưng Long, nên nhiều người cũng gọi ông là Hưng Long Hoàng đế. Theo chính sử, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì ban đầu, vua Trần Anh Tông sống khá buông thả, mê rượu chè, lại thường đi chơi thâu đêm. Có lần còn bị một số người ném gạch vào người. Nhưng sau khi vua cha Trần Nhân Tông vốn là người nghiêm khắc nên đã răn dạy Anh Tông. Sau đó, Anh Tông đã tự sửa sai và trở thành một minh quân và là một ông vua tốt của thời Trần. Vua Anh Tông luôn tin dùng những nhân tài như Trường Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hài, Nguyễn Trùng Ngạn, Phạm Hữu Lão, Trần Nhật Duật. Ông cũng là người đầu tiên bỏ tục xăm hình rồng vào đùi của các vua Đại Việt. Ông là người khá nghiêm khắc. Ông cũng là người ban chiếu cấm phạm húy tên của 8 vua nhà Lý cùng với các tổ phụ nhà Trần. Ban đầu, Anh Tông mặc dù rất chú trọng đến việc chiêu hiền đái sĩ nhưng lại phòng quá nhiều chức tước. Thấy vậy, Thái Thượng Hoàng đã khuyên rằng: sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế? Từ đó, vua Anh Tông sử dụng người cẩn thận hơn. Vua cũng nối tiếp chính sách quan tâm giáo dục từ vua cha. Như vậy, nhờ sự giúp đỡ, quân sư của Thượng Hoàng và Bề Tôi, Anh Tông đã giữ vững sự hưng thịnh về chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Việt trong thời gian trị vì. Về đối ngoại, trong mối quan hệ với Mông Nguyên, Trần Anh Tông cũng rất kiên quyết. Khi Hốt Tất Liệt cho người sang yêu cầu Anh Tông sang chầu, ông đã cáo ốm không đi, cho Tử Kỳ sang đi cống. Nhân đó, Hốt Tất Liệt cho giam giữ Tử Kỳ tại Giang Lăng và chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Tuy nhiên, chưa làm xong thì Hốt Tất Liệt qua đời. Sau khi Hốt Tất Liệt qua đời thì Nguyên Thành Tông lên ngôi và ra lệnh bãi binh, trả Tử Kỳ về nước. Quan hệ Nguyên Việt từ đó trở lại bình thường. Tình hình ở phía Bắc khá ổn định thì Anh Tông lại gặp khó khăn ở mặt Tây Nam. Khi đó, Đại Việt bị người Ai Lao xâm lấn. Sau nhiều lần chinh chiến thì Ai Lao cũng thất bại với chiến công của Phạm Ngũ Lão trong trận Mường Mai, nay thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trần Anh Tông cùng Thái Thượng Hoàng có những chính sách ngoại giao rất mềm dẻo và khéo léo. Hai người đã đồng ý gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Chế Mân dâng hai châu Ô Lý cho Đại Việt làm hồi môn. Tuy nhiên, được một năm sau hôn lễ thì Chế Mân mất. Vua quan nhà Trần đã tìm cách đưa công chúa về. Chính vì đưa công chúa về nên mối quan hệ giữa hai nước lại trở thành căng thẳng. Sau khi Chế Mân qua đời, Chế Chí lên ngôi gây sự với Đại Việt nhưng sau đó bị dập tắt. Nhà Trần lập Chế Đà A Bà Niêm làm vua chư hầu đất Chiêm. Mối quan hệ lại tốt đẹp trở lại. Đại Việt đã giúp đỡ Chiêm Thành khỏi sự xâm chiếm của Diêm La, giúp người Chiêm chiến đấu giữ đất. Giống như cha mình, Trần Anh Tông cũng là một tín đồ Phật giáo. Đầu năm 1305, Trần Anh Tông đã lập con thứ tư là Trần Mạnh làm thái tử. Và đến ngày 18 tháng 3 âm lịch năm 1314,
ông nhường ngôi cho Thái tử Trần Mạnh. Ông lui về làm Thái Thượng Hoàng và được tặng tôn hiệu là Quang Nghiêu Duệ Vũ Thái Thượng Hoàng Đế. Cũng giống như đời trước thì các Thái Thượng Hoàng sẽ giúp đỡ và cố vấn cho vua. Trần Anh Tông là một trong những vị vua nhà Trần, giỏi cả thơ và vẽ, cũng rất là đẹp. Các tác phẩm của ông đều được đánh giá cao, ví dụ như tác phẩm Thủy Vân Tùy Bút, Vân Tiêu Am, Đông Sơn Tự. Năm 1318, Thái Thượng Hoàng Trần Anh Tông ốm nặng và năm 1320, Trần Anh Tông qua đời ở cung Trùng Quang. Như vậy, ông trị vì được 21 năm, hưởng dương 45 tuổi. 5. Vua Trần Minh Tông, tức Trần Mạnh. Trần Minh Tông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1300, mất ngày 10 tháng 3 năm 1357. Tên thật là Trần Mạnh, là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Trần. Trần Mạnh là con thứ tư và cũng là người con trai duy nhất sống đến khi trưởng thành của Trần Anh Tông. Mẫu thân của ông là Huy Từ Hoàng Phi họ Trần. Do các hoàng tử sinh ra trước đều khó nuôi, nên cha ông đã nhờ mẹ vợ là Thụy Bảo công chúa nuôi, sau đó lại giao cho Trần Nhật Duật. Trần Mạnh nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ cha. Chính sử gia Ngô Sĩ Liên đã nhận định, cái đức của Minh Tông mà nên được, tuy là do thiên tư tốt đẹp, còn là do sức dạy bảo của vua cha. Năm 1314, Trần Anh Tông nhường ngôi cho Thái tử Mạnh. Khi đó, Thái tử 14 tuổi, tự xưng là Ninh Hoàng. Các quan tôn hiệu là Thể Thiên Sùng Hóa Khâm Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế. Sử sách thì gọi là Trần Minh Tông. Một sứ thần nhà Nguyên khen Minh Tông là có hình dáng nhẹ nhàng như thần tiên vậy. Trần Minh Tông có một lệnh rất đặc biệt, đó là cấm cha con, vợ chồng và gia nhân kiện tụng nhau. Trong 6 năm đầu trị vì thì Thượng Hoàng Anh Tông vẫn có ảnh hưởng lớn đến các quyết sách nhà nước. Nhưng sau khi Thượng Hoàng mất vào năm 1320 thì ông tự lo việc nước. Vua Trần Minh Tông cũng giống vua cha, là người rất trọng người tài, nghiêm khắc đến mức dù là dòng tộc nhưng không có tài thì cũng không được phong chức tước. Ông cũng quan tâm đến giáo dục, thi cử, quan tâm đến đời sống nhân dân, đến sản xuất nông nghiệp. Thời Trần Minh Tông, quan hệ giữa Đại Việt và nhà Nguyên ổn định, nhưng ở phía Nam lại căng thẳng với Chiêm Thành. Quân Chiêm Thành muốn chiếm lại hai châu Thuận Hóa mà người Chiêm gọi là Ô Lý, làm sinh lễ từ thời Chế Mân, Huyền Trân nên thường xuyên quấy phá. Mặc dù thất bại, nhưng nhà vua rất thẳng thắn nhận lỗi là do bản thân mình. Trong thời gian trị vì của mình, Trần Minh Tông đã phạm phải một sai lầm, đó là quá tin bọn Nịnh Thần giết oan chú ruột, đồng thời là bố vợ, là Huệ Võ Vương Trần Quốc Trần. Theo một sử gia Hoa Kỳ, Taylor, trong sách của A History of Vietnamese, lịch sử của Việt Nam, xuất bản năm 2013, cho rằng Trần Minh Tông về cuối đời thường bị ám ảnh về cái chết của Trần Quốc Trần. Việc Trần Quốc Trần bị xử tử đã chấm dứt sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau trong hoàng tộc Trần, vốn là sức mạnh to lớn mà các đời vua trước đã gây dựng. Và cũng từ đó mà Trần Minh Tông trở thành một vị vua cô độc. Năm 1329, Trần Minh Tông đã nhường ngôi cho Thái tử Vượng. Đến năm 1357, Minh Tông mất, ông thọ 58 tuổi. 6. Vua Trần Hiến Tông, tức Trần Vượng. Trần Hiến Tông tên thật là Trần Vượng. Ông là con trưởng của Trần Minh Tông. Mẹ ông là Minh Tử Quý Phi Lê Thị. Nếu theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá, thì Trần Vượng là một người tư trời tinh anh và sáng suốt. Vì khi lên ngôi, Hiến Tông còn nhỏ, nên quyền hành thực tế ở cả trong tay Thượng Hoàng. Bởi vậy, tuy có thời gian trị vì là 13 năm, nhưng Trần Hiến Tông không được tự chủ việc gì cả. Dưới thời của Hiến Tông, biên giới phía Bắc và phía Nam tương đối ổn định. Chỉ có một số cuộc giấy binh dẹp loạn Ngưu Hống ở Đà Giang hay đánh quân Ai Lao xâm phạm bờ cõi. Thời gian này, nhà Trần không tổ chức một kỳ thi nào cả. Chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 1333 đến năm 1338, nước ta đã có nhiều thiên tai lớn xảy ra như lụt lội, bão gió, động đất. Trước tình hình đó,
vua Trần Hiến Tông hạ lệnh cho lập các kho lương chứa thóc thuế để kịp thời cấp cho dân đói. Năm 1341, vua Trần Hiến Tông băng hà, hưởng thọ 22 tuổi. Sau khi ông qua đời, Thượng Hoàng Minh Tông đã chọn người con thứ của Hiến Tử Hoàng Hậu là Trần Hạo lên ngôi, tức là Trần Dụ Tông. 7. Vua Trần Dụ Tông, tức Trần Hạo. Trần Dụ Tông sinh năm 1336, mất năm 1369, là vua thứ 7 của Triều Trần. Ông trị vì 28 năm, từ năm 1341 đến năm 1369. Tên húy của ông là Trần Hạo. Khi lên 5 tuổi, ông được lập lên kế vị. Đến khi 6 tuổi, ông được lập làm vua. Thượng Hoàng quyết định mọi việc. Chính sự khá tốt đẹp. Đến năm 1357, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông mất. Trần Dụ Tông chính thức nắm quyền triều chính. Ở giai đoạn đầu thời gian trị vì, vì ông làm được nhiều việc có ích, nhưng sau đó trở nên lười nhác, ham chơi, chỉ thích hưởng lạc. Từ đó, nhà Trần, triều đại phong kiến hùng mạnh bậc nhất Sử Việt phong kiến, với nhiều chiến công chói lọi của 3 lần đánh bại quân Mông Nguyên xâm lược, gắn với những vị vua tài giỏi như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, bắt đầu suy yếu trong tay một ông vua kém cỏi, Trần Dụ Tông. Ông từng chết đi rồi sống lại, nổi danh ăn chơi nước tiếng trời Nam, do đi chơi đêm bị cướp mất cả kiếm và ấn tín. Đó là những mẩu chuyện có một không hai về một ông vua ăn chơi thời Trần, Trần Dụ Tông. Sử gia Ngô Sĩ Liên có nhận xét như sau: vua tính rất thông tuệ, học vấn cao minh, chăm lo việc võ, sửa sang việc văn, các di thần đều phục. Đời Thiệu Phong, chính sự tốt đẹp, nhưng từ năm đại trị về sau, chơi bời quá độ, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Tất cả các chính sử đều ghi chép lại những thói ăn chơi của vua Trần Dụ Tông. Vào tháng 6 năm 1366, vua Trần Dụ Tông đi chơi ở Mễ Sở, đến canh ba mới trở về kinh. Khi vua đi đến sông Chử Gia thì bị kẻ cướp chặn đường lấy mất cả gươm báu lẫn ấn báu. Mà gươm và ấn báu là biểu tượng của quyền lực tối cao của một vương triều. Thật khó tin mà lại có thật. Sau khi bị cướp, ông cho đó là điểm giữ, chắc rằng ông khó có thể sống được lâu, nên vua lại càng thả sức chơi bời, ham mê sắc dục. Điều đó đã khiến cho cơ nghiệp nhà Trần ngày càng suy thoái. Vào thời điểm ông trị vì, nạn cờ bạc không chỉ còn có ở ngoài dân gian, mà ngay cả trong cung cấm và chính nhà vua cũng là người chơi cờ bạc. Theo sử cũ, vua cho gọi hết những người giàu ở các vùng lân cận vào cung đánh bạc lấy vui, có khi chơi liên tục 2 đến 3 ngày. Đến cuối đời, ông càng bỏ bê triều chính, ham mê tử sắc, thu sưu cao, thuế nặng, khiến cho nhân dân vô cùng cực khổ. Do bỏ bê nông nghiệp nên mất mùa liên miên, nhân dân làm loạn. Trong triều thì các quan chia bẻ kéo phái. Đến năm Kỷ Dậu, tức năm 1369, Trần Dụ Tông băng hà, thọ 34 tuổi, trị vì được 28 năm. Sau khi ông băng hà, triều đình rơi vào tình trạng loạn lạc, bởi trước khi băng hà, ông lại truyền ngôi cho Trần Nhật Lễ, con nuôi cố cung túc vương Trần Nguyên Dục, anh của Dụ Tông. Như vậy, Nhật Lễ lại không phải là dòng dõi nhà vua. Mẹ của Trần Dụ Tông là Hiển Từ Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu đã biết sự thật đó, nên Trần Nhật Lễ liền cho người bí mật đầu độc bà. Nhà Trần từ đây giống như lao xuống vực thẳm. 8. Trần Nghệ Tông, tức Trần Phủ. Trần Nghệ Tông có tên thật là Trần Phủ, sinh năm 1321, là con trai thứ 3 của Trần Minh Tông. Mẹ là Minh Tử Quý Phi Lê Thị. Trần Nghệ Tông có thể nói là vị vua đã dẹp loạn được triều chính, hậu quả do vua Dụ Tông để lại. Ông cũng có công khôi phục lại nhà Trần. Tiếc rằng, ông lại không phải là người quyết đoán và cương nghị. Ông lại trọng dụng ngoại thích và để cho Chiêm Thành, khi đó là thời của chế Bồng Nga đánh chiếm. Vua Nghệ Tông phải bỏ kinh thành, chạy sang Đình Bảng. Quân Chiêm vào được đến kinh thành đã cho đốt cung đình, bắt đàn bà con gái, lấy hết tiền bạc châu báu rồi rút quân về nước. Năm 1372, Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính, lui về Thiên Trường làm Thái Thượng Hoàng.
đến năm 1394, ông băng hà, thọ 75 tuổi. 9. Trần Duệ Tông, tức Trần Kính. Trần Duệ Tông, tên thật là Trần Kính, sinh năm 1337 và mất năm 1377. Ông là con thứ 11 của Minh Tông, em Nghệ Tông, mẹ là Đôn Từ Hoàng Thái Phi. Khi anh trai ông, tức Nghệ Tông đi lánh nạn, Trần Kính đã chiêu mộ quân lính, vũ khí, lương thực để đánh Nhật Lệ, đón Nghệ Tông về. Chính vì thế, ông được anh trai nhường ngôi. Ông là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị tử trận khi đương quyền, cũng là vị hoàng đế đầu tiên tử trận khi đánh với Chiêm Thành trong 7 thế kỷ chiến tranh Việt-Chiêm. Trần Duệ Tông do ương gàn cố chấp, không nghe lời can, khinh thường quân giặc, chủ quan nên mang họa vào thân. Từ sau thời Trần Minh Tông, ông là vị hoàng đế duy nhất có cá tính mạnh mẽ, mang hoài bão chấn hưng quốc gia. Chỉ tiếc là vấp nhiều sai lầm. Ông băng hà khiến cho lịch sử nhà Trần bước sang một giai đoạn mới. Anh ông là Trần Nghệ Tông là người nhu nhược, vốn hoàn toàn dựa vào ông, nên sau khi ông mất, lại đi dựa vào Hồ Quý Ly, khiến cho cơ nghiệp nhà Trần suy sụp. 10. Trần Phế Đế hay Trần Hiệu. Trần Phế Đế sinh ngày 6 tháng 3 năm 1361, mất ngày 6 tháng 12 năm 1388. Tên thật của ông là Trần Hiện. Ông còn có tên gọi khác là Sương Phù Đế hay Trần Giản Hoàng. Trần Phế Đế là vị hoàng đế thứ 10 của nhà Trần. Ông trị vì khoảng 10 năm, từ năm 1377 đến khi bị phế vào năm 1388. Trần Phế Đế là con thứ của vua Trần Duệ Tông. Mẹ ông là Gia Từ Hoàng hậu Lê Thị. Vào năm 1370, Dương Nhật Lễ bị cung định vương Trần Phủ lật đổ, lên ngôi vua và trở thành vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Trần. Đến năm 1372, vua Trần Nghệ Tông đã nhường ngôi cho em mình là cung tuyên vương Trần Kính, chính là Trần Duệ Tông. Không may năm 1377, Trần Duệ Tông bị thảm bại trong trận Đồ Bàn khi đích thân đem 12 vạn quân đánh Chiêm Thành. Trần Nghệ Tông thương em chết vì nước nên đã cho lập con trai của Trần Duệ Tông lên ngôi, đó chính là Trần Hiện, tức Trần Phế Đế. Khi đó, ông mới 16 tuổi. Trần Phế Đế làm vua, nhưng mọi quyền hành vẫn do Nghệ Tông nắm giữ. Như vậy, Trần Phế Đế gọi Trần Nghệ Tông là bác. Trong 10 năm trị vì của Trần Phế Đế, tình hình nhà Trần tụt dốc thảm hại. Thấy tình hình Đại Việt rối ren mà vua bất lực, vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga đang ở thế mạnh nên liên tục tiến đánh và cướp phá. Vào năm 1377, Chế Bồng Nga đã đem quân đánh thẳng vào Thăng Long. Từ đó đến năm 1382, Chiêm Thành liên tục có những trận đánh sang Đại Việt. Kho tàng Đại Việt trống rỗng vì chiến tranh. Triều đình tăng thuế để cứu kho khiến cho nhân dân cực khổ, lầm than. Khi đó, triều đình bắt mỗi xuất đinh đóng 3 quan tiền thuế. Tuy tình hình như vậy, nhưng vua Trần Phế Đế dửng dưng như không quan tâm đến việc chống giặc Chiêm Thành. Ông chỉ lo cất giấu của cải. Năm 1381, Phế Đế mở khoa thi thái học sinh, những tưởng để chọn người tài mưu lược. Hóa ra sau đó lại chọn những người khỏe mạnh để tham gia vào quân đội. Sự việc kỳ lạ này khiến mất lòng nhân dân, các binh sĩ thì chán nản. Ông cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông do quá tin dùng ngoại thích là Hồ Quý Ly, nên đã giao cho Hồ Quý Ly nắm quyền hành lớn. Hồ Quý Ly dần dần thâu tóm tất cả quyền lực. Các binh sĩ, quan lại đều thấy rằng Hồ Quý Ly muốn lật đổ nhà Trần. Thế nhưng Trần Phế Đế và Trần Nghệ Tông lại vẫn tin tưởng Hồ Quý Ly. Sau này, Trần Phế Đế đã bắt đầu nhận thấy mối nguy từ Hồ Quý Ly, nhưng lúc đó đã quá muộn. Không lâu sau khi tỉnh ngộ thì ông nhận một cái chết tức tuổi. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử gia Ngô Sĩ Liên có đánh giá về vua Trần Phế Đế như sau. Vua u mê, nhu nhược, không làm nổi việc gì, uy quyền ngày càng về tay kẻ dưới, xã tắc lung lay, đến thân mình cũng không giữ được. 11. Trần Thuận Tông, tức Trần Ngung. Vua Trần Thuận Tông, tức Trần Ngung, trị vì từ năm 1388 đến khi bị ép nhường ngôi năm 1398. Ông là vị vua áp chót của nhà Trần.
Trần Ngung là con út của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông. Trần Thuận Tông được đánh giá là ông vua chỉ ngồi giữ ngôi không, còn việc nước thì tất cả ở trong tay bố vợ là Hồ Quý Ly. Năm 1394, Trần Nghệ Tông mất, Hồ Quý Ly lên làm phụ chính thái sư. Từ đây, Hồ Quý Ly thâu tóm toàn bộ quyền bính để dễ tính đường cướp ngôi. Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Thuận Tông phải rời kinh về Tây Đô, Thanh Hóa. Một năm sau, Hồ Quý Ly tiếp tục ép vua nhường ngôi cho con trai là Trần Án để đi tu. Sau này, ông bị Hồ Quý Ly sai người giết chết. Khi đó ông mới 22 tuổi. 12. Trần Thiếu Đế, tức Trần Án. Trần Thiếu Đế tên thật là Trần Án, sinh năm 1396, mất năm 1400, là vị hoàng đế thứ 12 và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Trần. Khi Thiếu Đế lên ngôi, mới có 3 tuổi, Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông lúc đó đã băng hà. Quyền hành nằm trong tay của Hồ Quý Ly, ông ngoại của Thiếu Đế. Năm 1400, Thiếu Đế bị buộc phải nhường ngôi cho Hồ Quý Ly. Nhà Trần sụp đổ, nhà Hồ được thành lập. Các bạn vừa theo dõi lịch sử Việt Nam thời Trần 1225 đến 1400 phần 2. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.